Xin chào, chào mừng bạn quay trở lại với CAD Radio. Đây là chương trình Thông điệp mỗi ngày, số phát hành 51 vào ngày 15 tháng 5 2024. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian ghé qua kênh. Và như thường lệ, chúng ta sẽ dành những tập thông điệp phiên bản podcast âm thanh để nhắn gửi đến các bạn những điều, những bài học trong cuộc sống cũng như là những lời thủ thỉ tâm tình dành cho các bạn. Đây là những tập được thu ngẫu nhiên và dành riêng cho các bạn ghé qua kênh. Và cùng lắng nghe xem thông điệp ngày hôm nay dành cho các bạn là gì nha. Vốn ở đời ai cũng có những cái khó riêng của mình. Nhìn bề ngoài thì ai cũng sẽ tránh được, cũng sẽ nghĩ mình làm tốt hơn. Nhưng khi ở trong hoàn cảnh đó thì mới rõ thật sự khó khăn. Ai cũng có thể dễ dàng đưa ra lời khuyên cho người khác, cho những tình huống mà họ không phải chịu trách nhiệm nếu có sai sót gì. Vậy nên chúng ta không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Đừng nói những câu như nếu tôi là người đó thì tôi sẽ không, hoặc nếu tôi là họ thì tôi sẽ làm ABC. Chúng ta không ở trong hoàn cảnh đó nên chúng ta sẽ không thật sự rõ những nỗi niềm riêng, những nỗi khổ tâm riêng của những người trong hoàn cảnh ấy. Thực tế thì trong cuộc sống chúng ta hay thích cho lời khuyên, đưa ra lời khuyên. Có những cái hoàn cảnh rất là giống mình luôn, mình đưa ra lời khuyên dễ dàng vô cùng. Nhưng đến khi cái việc đó rơi trúng đầu mình rồi, xuất hiện trong cuộc sống của mình rồi thì mình lại rối ren và mù tịt. Đây là một cái điều mà dễ thấy trong cuộc sống hiện tại. Và tôi cũng không rõ ở quá khứ hay tương lai về sau này có như vậy không. Nhưng theo tôi quan sát và từng trải nghiệm thì đúng thật là việc của mình thì chưa rõ, nhưng mà việc của hàng xóm thì đã tỏ tường. Thì hy vọng cái thông điệp ngày hôm nay á, mong là các bạn có thể hiểu được. Nếu cái việc đó nó xảy ra và mình bớt phán xét lại, mình bớt nhận xét lại nếu mình không thật sự ở trong hoàn cảnh của người ta. Nếu người ta có câu chuyện buồn, mình có thể lắng nghe và chia sẻ chứ đừng nhận xét, nhận định một cái gì cả. Còn nếu người ta có niềm vui, có được những cái thành công, hạnh phúc trong cuộc sống thì tốt nhất là mình cứ nên chia vui và dừng lại ở đó. Chứ đừng có thêm những cái câu như là nhờ nó may mắn thôi. Nếu tôi mà nó, tôi cũng làm được mấy kiếp rồi, vân vân. Thì nó lại không có hay lắm ha các bạn. Khi mà chúng ta biết, hiểu được một cái chuyện đó là mỗi người phải trải qua những cái nhân quả khác nhau trong cuộc đời của họ, chúng ta sẽ không sống thay cuộc đời của ai được và cũng không ai sống thay cuộc đời của mình được. Vậy nên hiện tại mình hãy, thứ nhất là nếu được, chia buồn, chia vui với người khác, và thêm nữa là tập trung lo cho tốt cái cuộc sống của mình là được rồi. Đừng có thấy người ta có cái khó thì mình lại cứ chen vào nói những cái lời không có hay. Còn nếu người ta có những cái thành quả tốt đẹp thì mình lại coi rẻ công sức của người ta. Thì cái điều này nó sẽ kéo năng lượng của bạn đi xuống, từ đó thu hút những cái điều không may đến với cuộc sống của mình ha. Rồi đây là cái tập podcast rất là ngắn thôi, để nói lên một cái điều mà tôi cho là nhắc nhở bản thân mình. Và nếu được thì những bạn nghe có thể xem lại, mình ứng dụng vào trong cuộc sống. Hãy làm sao để cuộc sống nó nhẹ nhàng thoải mái hơn cho chính mình và những người xung quanh của mình nữa bạn em. Rồi chúc cho bạn có một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye.